Tại vì em là anh ruột của thằng Nhí. À, là anh ruột của anh Nhí hả? Đúng. À. Cái ngày là em để anh nói cho anh là em cũng góp ý cho anh luôn. Dạ. Cái ngày mà vừa chuyển cho người nội bên nội à, hiện đâu tầm khuya đó, 9-10 giờ đêm đó. Dạ. Họ nói từ bệnh viện Chợ Rẫy ở đâu trở về đó thì không biết, không chính xác mấy. Thế là trong đêm nó không xuống được, tới sáng lại mới gia đình bên nội này xuống. Xuống tới nhà cũng trở về rồi, thì chưa được vào liệm là đâu, 9 giờ 10 giờ nó mới liệm. Thì là cái lúc hình như là chưa liệm đâu, là bên nội có ngỏ lời nói là thôi bây giờ mẹ nó mất rồi, thì bây giờ là thôi bây giờ để bên nội đón rước chừng nào như lên bệnh viện trả rước về đây thì để bên nội nuôi. Nhưng ra là thật ra cái là bên ngoại bà ngoại với dì ba đó là nó không được, nó để bên đây nuôi đi, chứ bển không có cho nuôi, dặn chịu đó, chứ không phải là người ta đợi cái lúc mà Mạnh Thường Quân giúp cho tiền rồi bên đây người ta mới xuống rồi bắt con bắt cháu gì nuôi đâu. Nó À. đừng suy nghĩ rồi nó là bên đây ham tiền, ủa mắc gì rồi ham tiền đi dành hồi mới chưa liệm chưa bỏ vô hàng nữa là người ta đã dành cháu người ta rồi, ta dành gì nuôi rồi. Dạ. Có một cái chi tiết mà em cũng muốn hỏi anh tí là khi mà bác gái xuống dưới nhà của anh mình về vợ nhí á, thì có cái bên kia có cái hành động là cũng lớn tiếng rồi cũng có sĩ vả này kia, thì anh thấy cái việc đó anh có cái ý kiến gì không anh? Chứ em thì em thấy rất kiểu đó thì như mình có người với nhau không mà chỉ mình dùng cái lời nói mà thấy tham tiền này kia là thấy với hành động kiểu người vu côn đảng Dạ. vậy, mình chỉ dùng lời nói với nhau được rồi. Như anh hồi giờ anh Em có thì tiếp xúc bao nhiêu với anh Nhí không? nói chung là anh em ruột mà Ý là cũng có hay gặp thường xuyên không anh? thì cũng gặp hoài, mà cái giai đoạn là từ vợ nó mất thì nó cũng đi tùm làm tùm lum trơn, rồi Dạ. em thì cũng đi làm công việc tùm lum trơn không có nhà, cũng mấy ít từng trường hợp gặp chung lắm. Tại hôm bữa nó có điện cho em nè, là nói ví dụ xích mích cười hâm quýnh nó gì đó, nó sợ nó không dám về. À. Rồi em là tại làm công ty mà đâu có nghỉ gì liền được, rồi em mới xin phép thì người ta duyệt cho tới 10 ngày nghỉ, Dạ. thì nó mới có 3 bữa là nó về với đó, nó kêu âm về nữa, nhưng mà nói là nó về một mình nữa, thì sợ bên kia quýnh nó gì đó, Dạ. nhưng cuối cùng quýnh thiệt Đúng rồi, có quấn sừng mặt luôn. đó. Thì nói chung ra mình cái nói chung ra mình ở ngoài á mình dòm, có khi mình dòm mình thấy vậy nhưng mà thật ra nó không phải là vậy, cái người trong cuộc của người ta biết. Chứ còn như thí dụ cả như anh như vậy, anh thấy anh giờ mình thấy người ta ở ngoài vậy thôi, chứ trong cuộc cái lúc mà người ta nói với nhau ở trong đó đó là đất của anh cũng đâu có nghe, Dạ. rồi cái mấy người hàng xóm đó hồi đó mấy người đó cũng đâu có nghe, Vậy là nhưng mấy cái cái lúc cô mà đó chị vợ anh ý đang liệm là chúng ta nhà nậu đã xuống rồi xin rồi nuôi rồi mà bạn không chịu đưa hả? đúng. À. Lại Là như cái vậy đó cũng muốn còn giữ bên lại anh để mình chăm rồi chứ không có muốn đưa bà nội. à, đúng rồi, À. thì lúc đó bên đây là cũng không có nghĩ được này. Cái bức xúc riêng em là nói bên nội ham tiền mới dành cháu về nuôi, chứ bức xúc về cái vấn đề đó thôi, còn Yeah. nói còn nói cái về vấn đề nuôi cháu là đầu tiên là người ta đã dành nuôi rồi. Đúng rồi, vậy là nghe anh nói vậy mới hiểu ra là bây giờ là mình đã xuống trước đó rồi. Đã về trong thời gian 3 ngày cái ngày liệm đó đó là em chính tay em cũng người liệm bỏ em dâu vô hòm đàng hoàng nè À, anh là người liệm luôn. đó, em Ngon. cũng không phải là người người ta liệm nhưng mà mình cũng phụ tay Yeah. cái người mấy người kia, người ta bên đó người ta người theo cũng người dân tộc thì người ta đọc kinh rồi đó, đó thì em cũng phụ là đinh vô bỏ vô hòm với phụ quấn cao su với người ta là cũng chung có tay em làm đó. Chứ còn mấy bên nội hồi lúc mà mẹ nhỏ đó mất mà bên nội không có người nào xuống là đã sai một phần, À. cái phần hai là nó nội ham tiền hồi đó mới sanh đem về đó, sao ông bắt về nuôi mà đợi tới thời điểm này mới xuống bắt luôn là sai phần Yeah. thứ hai.
Nói chung thì em thấy là bên ngoài cũng hơi quá đáng là có những cái hành động, những cái lời nó lỗ mãng quá. Dạ. Bà xui, chị xui xuống mà chỉ vả rồi đánh này kia thì em thấy nó không được rồi. Khán giả cũng không có đồng tình với cái chuyện đó. Dạ. Hôm em có điện, hôm thì thầy Đồng có điện. Dạ. Điện qua. Thầy Đồng cũng có điện, nói về thì anh bức xúc cái gì đó nè, nói. Thì em cũng nói về vấn đề vậy thôi. Dạ. Nói chung là phải người trong nhà nói ra biết được, chứ còn mình ở ngoài vô không có tỏ tường đâu. Dạ. Yeah. Nếu nhân viên này em mà quay xuống quay cái trận sau cùng này á, nếu anh về kịp là không có ra mà đánh đổi để uống lộn. Cả cộng đồng mạng đều biết cái sự thật hết. Yeah. Anh về không kịp thôi. Tại anh Nhí thì cũng không có kiểu như không có học ngôn, cũng không có nói được nhiều. Nên là bà ngoại cũng nói khác nhiều quá. Là bị khớp quá đi. Đúng rồi, bị khớp quá. Khớp, nó không nói được cái gì hết. Dạ. Em coi làm thấy mình khoan nó khớp liền. Thấy cái người cậu vợ đó cũng dữ dằn quá, cũng có chút rượu đó là cũng làm mầm hen nên là cũng sợ, cũng không dám nói ra. Để trong sáng ra gì xỉn nè. Dạ. Anh là anh đang làm ở đâu anh? Anh đang làm ở đâu? Thì làm ở mà Tiền Giang mà giờ về nghỉ rồi. Dạ. Tại lúc đó nó điện em là nó nói thầy Đồng cũng quay đó. Dạ. Thì em biết vậy mà ông quýnh rồi, quýnh lộn rồi đó. Em mới nói là em viết đơn lên xin đây là về nghỉ đó. Mà em cũng có nghe một số người ta nói là anh Nhí là có bồ này kia, thì anh thấy có nó việc có việc đó không anh? Nhưng em thì chắc cũng không chưa đánh đổi mà nó có bồ để mà bỏ con đâu. Dạ. Anh nói cái vụ là con này nữa là không phải tự nhiên mà nó bỏ ngang gì đâu. Không lẽ cha người ta mà cha con mà lại bỏ thì là để gì nè, em nói với anh này nè, là để thử bà ngoại nuôi được tới bao lâu thôi. À. Nó bây giờ giành quyền để nuôi á, là nó nuôi được, nuôi được coi là thời gian được bao lâu thôi. Dạ. Yeah. Còn cái việc vấn đề nói là bên đây môi trường không tốt. Ủa vậy là bên mà nội cái này nuôi con hai con bao đứa con em giờ chắc không tốt hết rồi. Dạ. Yeah. Vậy là anh ấy cứ để thử qua bà ngọn nuôi bao lâu rồi khi nào mà không nổi nữa anh ấy đón về nuôi đúng không? Thì bên đây là không lẽ là con của nó và cháu của bên đây nữa, không lẽ mà đường nào người ta bỏ. Dạ. Yeah. Nói chung thì cũng nhờ anh nói ra thì chúng ta biết được là cái chuyện nội tình như thế nào, chứ bây giờ nghe ở ngoài cứ nhìn vô không biết được, cứ tưởng là đó, là cái chuyện đó. Hồi nãy có cái sự mà cái anh kia nói cái thằng đó nó mang giày, tại vì từ thầy Đồng rước từ thành phố về thì đi sao thì vô quay vậy luôn thôi, chứ không lẽ từ đây vô đó bắt đầu nó đổi sao nữa. Dạ. Yeah. Từ chỗ anh về đó là quay luôn rồi. Nói chung thì cũng chính người Mỹ mà sao hài lòng hết được. Ừ. Mình cứ nói rõ ràng cho nó dễ hiểu được là được rồi. Bàn tay còn ngón dài ngắn mà. Dạ đúng rồi. À, anh là tên anh gì anh? Anh tên gì ta? Là, tên Gọn. Anh Gọn hả? Dạ. Nào cái gì để em lưu số rồi khi nào cần hỏi gì vấn đề anh Nhí em hỏi nha. Thì thấy khán giả đã quan tâm vụ này nhiều quá. Dạ. Dạ rồi. Thì cứ nói giờ là cái ý em là bức là cái vụ mà ọc là về vấn đề cái hồi nhỏ hồi mới không mà xuống bắt nuôi mà để tới giờ mới bắt, thấy mạnh thường quân giúp đỡ mới bắt. Trời ơi, như con em là nuôi mấy đứa nó có cần mạnh thường quân nào giúp đâu mà em cũng nuôi mấy bà nội nó cũng nuôi sống lớn đi, học ăn học lớp 9 lớp 10 vậy. Dạ. Yeah. Nuôi khán giả người ta ngoài nhìn vào người ta cũng không có hiểu thực sự tình được bằng người đâu. Nói chung bên nội á thì nó không giàu và nó vô nghèo, nó cũng đủ nuôi mấy đứa cháu ăn học thì thôi. Dạ. Yeah. Tại cái miệng mà miệng thiên hạ người ta nói sao mà mình kiểu mình người nghe thì nó không lọt lỗ tai. Đúng rồi, mình trong nhà mà nghe không đúng mình phải lên tiếng, mình đến chính liền. Dạ. Dạ. Thì mình cảm ơn anh nhiều nha, đã góp ý là cũng có ý kiến là đến chính cho anh Nhí nha anh. Dạ. Dạ. Cái ngày đấy nếu mà ngày đầu tiên em về quay cái trận cuối cùng đó là nguyên cái cộng đồng mạng hiểu hết rồi. Đúng rồi, có mình thì mình nói dễ hơn, anh Nhí thì em bị khớp quá không có lên tiếng được nhiều. Tại mình người ở ngoài thì nó dễ nói chuyện hơn. Đúng rồi. Nhưng mà em về em kịp, em tức nó kè đi. Dạ. Anh được mấy đứa con rồi?
Dạ em ba đứa. Ba đứa hả? À. Dạ. Vậy cái gì để em lưu số rồi khi nào em cần em gọi cho anh hỏi thông tin được không? Dạ được. Dạ rồi, dạ rồi. Ok anh gọi nha.